À, quý vị ơi, ngày hôm nay trời lạnh lạnh, ngồi ở đây mặc áo lạnh rồi mà gió thổi mình còn lạnh nữa. chắc tại mang quần short quần ngắn. Sang sẽ ở trên bận có lạnh, ở dưới bận xà Thường á, lạnh á, là mình hay lạnh cái phần trên không à, phần dưới này thì cái chân mình nó da nó dày quá, nó không thấy lạnh. lõn. Hello, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 13 tây tháng 4, 2020. Hôm nay Lộc với Loan với lại Hiếu đang trên xe, mình đang đi đem những cái khẩu trang mà khéo tay hay làm ở nhà đó, do Made in Hiếu Võ, thì đem đến tặng cho mấy người bạn. Ok, trên xe là hai người, người lái xe tí là Tỷ Hiếu, người kế bên đó là Hồng Loan. Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay là mình đi tặng khẩu trang mà của Hiếu để làm con ông chăm chỉ may mấy ngày nay. Mình chỉ tặng, chỉ dám tặng cho những người thân quen mà họ đang cần khẩu trang thôi, chứ mình sợ không có dám tặng mà tới mà bệnh viện bệnh viện cái bác sĩ gì sợ đồ của mình may nó không có được khéo léo lắm. Có công viên đẹp quá ha, đây có công viên đẹp ha. Đây là khu Fountain Valley, khu nhà đẹp không à. Đây cũng xài cỏ giả nè, khỏi cái cây. Để nhắn ra lấy. Khu này thì yên tĩnh. Khu này thuộc Fountain Valley. Khu nhà mới không à. Bên đây thấy có cái nhà mà thấy để trống giống như là chưa người ở vậy. Có căn này nè, 9335 nè. Nhìn nó trống hốc à. Khu này đẹp quá ha. Khu đẹp quá. Có một cây nó đẹp quá ta. Make with love hả? Tao coi coi. Make with love. Make with love. Bà Hiếu, Hiếu Võ. Trời ơi quá. Tình cổ quá à. Mở cửa ra là thấy liền. Ngay cái xác cái cột ở bên trái. Mới vừa đi tặng mấy cái khẩu trang cho mấy người bạn, mới vừa chạy về, Hiếu phải đi chạy qua nhà bà cô của Hiếu để tặng thêm cho một số người nữa. May cho mấy người trong gia đình của Hiếu. Bây giờ là 3 giờ 45 phút thì Hồng Loan xin thông báo cái tình hình bệnh dịch của ở Mỹ. Ngày hôm nay là 584.862 người bệnh. Số người chết là 23.555 và số người được chữa khỏi là 36.205. Như vậy là so với ngày hôm qua thì cái ca bệnh nó tăng lên khoảng 20 mấy ngàn, cũng 20 mấy ngàn ca. Số người chết đó thì là tăng lên 1.000 mấy, nhưng mà quan trọng là số người được chữa khỏi là tăng lên được hơn 4.000 người. Wow. Ôi, chúc mừng, một cái tín hiệu mừng. Cả ngày nay Hồng Loan có coi news thì có nghe thấy ở khắp nơi á, cũng đã bắt đầu giảm xuống từ từ rồi quý vị ơi. Từ Ý, Tây Ban Nha cho đến nước Mỹ và California thì cũng đã giảm rất nhiều, và có nhiều bệnh viện đã chữa được rất là nhiều người bệnh được khỏi. Tình hình hiện tại của ngày hôm nay là thế giới á. Thế giới là có tất cả là 1.900
20.000 ca bệnh. Như vậy là tôi cũng sắp xỉ gần 2 triệu rồi. Có mấy ngày thôi, Hồng Loan nhớ mấy ngày trước là chắc khoảng chừng 5-7 ngày à, mà tăng thêm 1 triệu người đó quý vị. Đúng là hai cái tuần lễ căng thẳng ha. Bây giờ ngày hôm nay là chúng ta sắp bước qua hết hai cái tuần đó rồi, chỉ còn 2 ngày nữa. Hy vọng cầu mong. Thôi bây giờ mình đừng có nói chuyện buồn nữa, nói chuyện vui đi. Đâu có buồn, hôm nay là mình chữa được 4.000 người chứ bộ. À, có một cái chuyện vui là có một cặp vợ chồng ở New York đó quý vị. Họ mở cái cửa trước họ ra, xong rồi họ bày bán giống như là một cái tiệm tạp quá nhỏ, để đầy đủ hết, coi như là thức ăn, thức uống, rồi bánh kẹo, rồi đủ thứ vật dụng đồ hộp. Mà nhưng mà có toilet paper không? Cái đó để không có. Chắc là hơi hiếm người ta. Họ để free hết. Họ free hết. Ai muốn đi ngang qua muốn lấy gì thì cũng được hết. Ai muốn lấy gì cũng được hết. Và họ cũng ghi cái bảng, họ nói là nếu mà ở nhà mình mà có dư á thì mình có thể mình đem đến mình để đó, để cho những người nào người ta cần người ta tới người ta lấy. Đó. Một số người hàng xóm cũng bắt chước như vậy nữa, cũng bắt chước, cũng ra ủng hộ, rồi cũng đem đồ tới để mà donate cho cái gia đình đó. Một cái hành động rất là cao cả. Cái đó là ở thành phố New York, cho nên nếu mà quý vị nào mà ở thành phố New York mà biết được có những người mà đang thiếu thốn thức ăn á, thì hãy giới thiệu để mà họ biết đến nơi để họ đến họ lấy ha quý vị ha. Hôm nay á, là có thể là ngày đầu tiên mà chúng ta nhận được cái tiền gửi từ chính phủ để mà trợ giúp trong cái thời dịch Vũ Hán này, thì có ai nhận được tiền chưa ạ? Nhận được cho tụi Lộc biết để tụi Lộc mừng vui lên nha. Cùng chia sẻ với tất cả quý vị ha. Mặc dù mình biết là cái đồng tiền này là mình nhận trong cái thời điểm khó khăn, nhưng mà sau này thì mình cũng vẫn phải đi làm lại, mình vẫn đóng thuế lại, mình trả lại cho chính phủ. Nhưng mà chúng ta có được cái tiền để trang trải trong thời điểm này thì cũng rất là cũng đỡ lắm ha quý vị. Nếu quý vị nào có nhận thì chia sẻ với Bảo Lộc, với Hồng Loan ha. Hôm qua Lộc có cái video hôm qua đã lên đó, rất là nhiều người comment và rất là những từ ngữ rất là dễ thương. Lộc và Loan rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của ngày hôm qua, cũng như đang theo dõi cái video này. Và mọi người lên chúc sức khỏe của Ba Bảo Quốc rất là nhiều, thì Ba Bảo Quốc cũng gửi lời đến tất cả quý vị. Hôm qua thì Ba Bảo Quốc cũng xua đuổi mấy cái con virus Vũ Hán rồi đó, thì hy vọng là xua nó cho nó bay đi và nó chết hết đi để tất cả chúng ta đều khỏe hết ha quý vị ha. Mình bắt trước đi, mình đứng ngồi trước mình xua đó, một người xua thì được mớ. Giống như có cái bà đó, bà lên bà để bà cúng đó, dạ thưa ông nội virus gì đó, hôm nay tôi cúng ông cái này, ông làm ơn ông biến đi giùm tôi một cái đi, để đem lại sự yên bình cho cả thế giới. Cái người Việt Nam mình nó nhiều người mà cũng thật tình lắm, mà cái nói nghe nó nhiều quê đó, nghe cũng dễ thương dễ sợ. Và ngoài ra đó, thời ở California mình nè, thì có một cái ông đó, ông mở cái cửa sổ ra để mà ông tặng free cà phê cho mọi người. Ông nói là để cho mọi người tỉnh táo, được khỏe khoắn trong cái mùa dịch này. Thì quý vị xem cái hình ảnh của ông cũng rất là dễ thương ha. Giống một cái tiệm cà phê nhỏ. Cũng có cái bảng đề cà phê nè, rồi gì đó, giống như là cũng được chọn lựa mình được free mà được chọn lựa cái theo cái cách uống của mình nữa, cũng hay ha. Chắc cũng ở nhà cũng buồn quá. Mà nhiều khi vậy đó, thì vừa giúp được cho người khác mà vừa đem niềm vui tới cho mình nữa ha. Mà ông giữ khoảng cách nha, ông lấy cái tay bấm của đồ chơi con nít đó, ông đưa cái ly cà phê cho người ta đó. Và Hồng Loan cũng được biết là cái ngày lễ Easter ngày hôm qua đó, thì là những cái người cảnh sát ở thành phố, những cái người cảnh sát ở Connecticut á, họ mang những cái gói quà Easter để tặng cho những người lớn trên 55 tuổi. Trong những cái gói quà đó thì có thức ăn, có bánh kẹo, và có luôn khẩu trang, có luôn bao tay, và có luôn những cái xịt mà kháng khuẩn đó để gửi
tặng cho những người lớn tuổi đó. Tại vì những người cảnh sát nói là có thể những người đó không có thể đi ra ngoài để mà mua những cái vật dụng này, thì họ đem tới tận nhà họ tặng cho những cái vị cao tuổi trên 55 tuổi. Bây giờ trên 55 đâu phải là cao tuổi nữa ha. Trên 55 Hồng Loan thấy cũng còn trẻ, đẹp quá trời. Nhất là người Việt Nam của mình á. Người Việt Nam mình thì rất là trẻ lâu. Mình nhìn mà nhiều khi có nhiều người năm mấy 60 tuổi mà nhìn cũng còn trẻ măng nè, đúng nhìn không trẻ, quý vị? Ừ. Mấy bữa nay đó, thức khuya coi phim đó quý vị, mặt nổi mụn, quý một cục mụn. Bé mới vậy thì. Mới vậy thì. Bé mới vậy thì bé nổi mụn hả? Trời. Ồ. Năm nay bé nhiêu tuổi rồi? Forever 21 hả? Mới lúc nào cũng 21 tuổi đó. Hay là tuổi teen mới. Lúc mới quen nhau cũng 21 tuổi giờ. Mấy chục năm cũng 21 tuổi. Hôm qua có coi cái phim mà Money Heist là có nghĩa là phi vụ triệu đô á, tiếng Việt. Dịch ra tiếng Việt là phi vụ triệu đô. Hấp dẫn à? Hấp dẫn từ đầu tới cuối quý vị ơi. Coi mà không dám đi restroom, không dám đi toilet. Mình sợ nó bị mất một cái gì đó. Mình ổn. Mỗi lần đứa nào mà muốn đi khoan đứng lại. Đứng lại. Đi xong mà chạy rồi mới bấm tiếp coi. Tại vì nó lôi cuốn mà những cái nói chuyện đó, nó cũng rất là hay. Cho nên mình không muốn bỏ chút xíu nào. Phim bộ của Tây Ban Nha. Mà nó có lòng tiếng Mỹ. Có lòng tiếng Mỹ rồi có phụ đề tiếng Việt ở trên Netflix không? Đúng rồi, trên Netflix có phụ đề tiếng Việt, Anh, Pháp rồi đủ thứ hết. Nhưng mà nó là của Tây Ban Nha mà mình coi công nhận hay. Nó hay. Nhưng mà mình coi phim này mình thấy tội lỗi quá. Mấy cái người này á, người ta đi cướp ngân hàng. Đi cướp cái ngân hàng mà cái chỗ in tiền á quý vị. Mà sau mình coi á, mà mình cứ thấy thương mấy đứa. Mình cứ muốn người ta cướp lẹ lẹ, người ta đi người ta trốn đi. Muốn đi. Muốn nó cướp cho giống được. Như vậy vậy đó. Muốn nó cướp được nữa đi. Cái lúc mấy tập đầu á coi á, trời ơi mình thấy tí thương mấy ha. Nhưng mà bắt đầu mà cái một vài tập sau này nè thì thấy thương cái cô cảnh sát. Hồng Loan coi thấy thương cô cảnh sát lắm. Cô bị stress quá. Vừa bị cái vụ án mà cái tụi cướp này nó quá thông minh đi. Nó dẫn dắt coi như là cảnh sát không có biết đường nào luôn á. Rồi cổ lại bị về cái vấn đề của gia đình cổ nữa. Cổ với chồng cổ ly dị, rồi đứa con nó mới có 8-9 tuổi mà mẹ thì cứ phải bị đi kêu đi làm suốt như vậy, thì đứa con á, nó muốn nhả về ba nó, trong khi ba nó là người không có tốt, mà mẹ giải thích cho nó nghe nó không có hiểu, nó cứ nói ba là người tốt. Rồi mẹ nói là nếu mà con đi ở với ba thì mẹ với con sẽ không có thời gian để gặp nhau nữa. Thì nó nói, chứ bây giờ con cũng đâu có thời gian để mà con gặp mẹ nữa. Mẹ cứ đi làm suốt rồi, đâu có thời gian gặp đâu. Thì cũng vậy thôi. Đớ lưỡi không có trả lời được. Nhưng mà mình con mình thấy mình đau, vì nó sợ. Hồng Loan thích chứ, Hồng Loan thích những cái phim á. Nó vụ án hình sự, nó căng thẳng nhưng mà lòng trong đó nó phải có cái tính nhân văn, nó có cái tình yêu thương gia đình, yêu thương con người đối với nhau thì Hồng Loan thích hơn. Hồng Loan cảm thấy nó sâu sắc hơn. Ví dụ có những bộ phim hành động rất là hay, quánh nhau kinh khủng, đánh chém bắn nhau kinh khủng, nhưng mà nó không có cái tình người trong đó. Thì mình coi chỉ là giải trí thôi. Nhưng mà có những bộ phim mình coi mình học được nhiều thứ lắm. Mình học cái cách sống của con người. Cho nên Hồng Loan thích. Cái phim mà Hồng Loan thích, Hồng Loan muốn chia sẻ đến quý vị. Mà cái phim này quý vị có thể luyện trong vòng vài ngày, trong thời gian mình rảnh rỗi. Nó tới 13 tập lần quý vị. 13 tập mà như mấy phần lận? Mà bây giờ như nó 4 phần. Hồng Loan thì đang mới coi có phần 1 thôi. Chưa biết sắp tới thì nó sẽ kéo dài như thế nào. Tối nay coi tiếp. Tối nay mình phải coi tiếp, luyện cho chắc hết quá. Coi 4 tập rồi mà chưa muốn ngừng luôn. Một buổi tối coi 4 tập. Một tập dài 45-50 phút gì đó. Trời ơi, mà nó hấp dẫn mình từ đầu cho tới cuối, mình coi không muốn ngưng. Nhưng mà phải ngưng thôi, phải đi ngủ để giữ nhìn sức khỏe. Con gái cũng ngồi coi rồi cũng nói, ủa sao vậy bán này, sao vậy này kia. Nhưng gia Linh nó coi mấy cái phim đó nhiều ấy, gia Linh nó cũng hiểu. Nó cũng biết được là mấy vấn đề giống như là cướp là những người không có tốt, rồi bị bắt cóc rồi này nọ đó. Tại vì bây giờ bắt cóc rất nhiều quá. Cho nên ở nhà cũng cho Linh coi mấy cái phim đó để mà gia Linh hiểu
Bởi vì đi đâu là cũng đeo sát dính ba mẹ, không có bao giờ dám đi đâu xa. Quý vị biết ở Mỹ hả, mình đẩy con đi chợ, ngồi ở trên cái xe vậy nè ha, mình đẩy thì người mẹ để cái xe đó vừa mới quay qua lấy cái gì quay lại, đứa con mình mất tiêu. Nó lẹ lắm, nó nhanh kinh khủng. Cái đó là chuyện thật chứ không phải là phim, cho có nên những họ cái sợ lắm. Nó có những cái shopping mall đó, là cái cửa hàng này nọ đó, họ quay lại được. Nó cái như vậy đó họ. Bởi vì phải giáo dục con mình là coi như là chỉ cho nó hiểu, cho nó biết hết luôn á. Ở trong chẳng hạn như Walmart hay là những cái shopping mall đó, họ có dán những cái bảng ngoài trước đó gì là missing, những người trẻ mà những bị nhỏ mất bị bắt cóc. Trời ơi, dán cả chục người trên bảng, có nghĩa là trên đường đi vô thì mình sẽ thấy người nào mà thấy được cái người đó ở đâu đó thì thông báo cho cảnh sát với số điện thoại gì đó. Mình không có ý y được con cái mình phải lo cho nó, mình phải giữ. Với lại cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em nữa, trời mình cũng sợ, thấy nhiều khi mà đứa nhỏ mới có mấy tuổi mà nở lòng nào mà mấy cái người đàn ông nó không biết làm sao. Cho nên Hồng Loan cũng giáo dục Gia Linh từ hồi nhỏ đó là không có tới gần ai mà người lạ hết, mình cho nó ấn tượng trong đầu nó luôn, không bao giờ được gần người lạ đó. Có một cái năm đó lúc Gia Linh mới có 4 tuổi thôi, thì Hồng Loan dẫn Gia Linh đi bác sĩ gia đình đó, thì cái cô bác sĩ là người Việt Nam, thì thường là vô khám là cô phải khám hết, là cô phải mở luôn cái quần nó để khám luôn. Thì cô bác sĩ vừa mới đưa tay tính mở cái nút quần cái đó, số bác sĩ ra liền, nó né lại, núp vô vậy nè. Mà Hồng Loan thấy được điều đó, Hồng Loan mừng ghê luôn á. Có nghĩa là con mình nó hiểu biết, nó không có cho người lạ đụng vô. Cho nên quý vị nhớ nha, mình có con nhỏ, mình phải giáo dục con từ nhỏ, rồi mình ghi vô đầu nó luôn, không có đi đâu cách xa cha mẹ, không tiếp xúc với người lạ. Nhất là những cái chỗ mà kín của con mình đó, là không có ai mà được nhìn thấy hay là đụng vô hết. Con trai con gái cũng vậy. Nhưng mà nói chung là không phải riêng gì nước Mỹ mà tất cả các nơi. Khắp nơi. Chứ ở khắp nơi. Tại vì thấy ở Việt Nam mình không? Việt Nam cũng nhiều lắm, có những cái trường hợp như vậy. Bên Mỹ tại vì họ cái gì họ cũng thông báo, họ gì cũng thông báo cho mình biết, để cho mình biết, để mình kịp thời mình ngăn chặn. Có nhiều nơi người ta có chuyện nhưng mà người ta không thông báo, để mình giống như thông tin nó bị ngăn từ đầu, mình không có biết được, mình không có ngừa được. Chứ rất là nhiều nơi cũng bị cái tình trạng này xảy ra, bắt cóc con nít, bắt cóc trẻ em. Trong khoảng 3 ngày hôm nay á, thì ở bên Medicare đó, họ có thông báo đến chúng ta là cái vấn đề lường gạt. Có nghĩa là gọi điện thoại lại nói là bên Medicare. Thì họ hỏi về thông tin của mình. Thì quý vị nhớ nha, cái đó là dễ bị dụ nhất. Là tại vì nó giả là Medicare, thường là mình mà nghe bên Medicare hay gì gọi là mình cũng muốn nói chuyện với người ta cho rõ ràng. Thì họ nói là họ không bao giờ hỏi cái số social của mình nếu mà họ có gọi. Nhưng mà phải có cái vấn đề gì rất là quan trọng thì họ mới gọi, nhưng mà họ không hỏi số social của mình. Cho nên quý vị nhớ, nếu mà bên đó họ gọi đó thì chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng, cho kỹ, coi có phải đúng là cái người đó không, đúng là người của bên chính phủ gọi cho mình hay là không. Cũng, phải cẩn thận cũng nha, khó, quý vị. Cũng khó biết lắm, tại vì nhiều người thường gọi là gặp những người mà lớn tuổi, những cô chú ở Việt Nam, thì khi nói với mình nghe với mình nói thì cũng không được thành thạo như là những người bản xứ, nên nó lợi dụng những cái đó để nó gạt mình. Thì đó, nó lợi dụng vô những điều mà người ta không biết đó. Mình cứ đừng bao giờ đưa nè số account, số social, số điện gì, số account, số social với lại ID. Số ID, yeah. Đừng có đưa cho người ta biết. Quý vị có nhớ hôm trước Hồng Loan có kể về một cái người tài xế lái xe bus ở Detroit á, mà bị một cái bà đó lên bá ho, rồi lây bệnh cho ổng, rồi ổng chết, quý vị nhớ không? Và chuyện này lại xảy ra ở Philadelphia. Thì ở Philadelphia đó có một tài xế taxi, một tài xế xe bus gọi điện thoại 911 cho cảnh sát, thì cảnh sát chạy tới thì mới biết là có một người khách lên xe bus mà không đeo mặt nạ, không đeo khẩu trang.
thì ổng lo sợ cho tất cả các hành khách và chính bản thân ổng nữa. Ổng mới gọi. Mà thành phố đã ở bên Fila đó là đã đưa ra cái lệnh là đi xe công cộng bắt buộc phải đeo mask. Cho nên ông đó đi lên mà không đeo là ổng đã vi phạm luật rồi. Thì có cái video là cảnh sát kéo ổng, níu kéo ổng rồi le xuống. Thì đôi khi chúng ta nhìn chúng ta hiểu lầm là cảnh sát bạo lực đối với dân, nhưng mà cái đó là không phải, là ông đó ông vi phạm luật. Mà quý vị thấy những người lái xe công cộng, người ta quá là dễ bị lây bệnh, người ta phải bảo vệ sức khỏe cho người ta chứ. Mà cảnh sát kêu xuống mà không xuống, mà bắt phải khiêng xuống là một cái người này không được bình thường rồi. Cái người này ngoan cố quá. Phải giữ gìn cái sức khỏe cho tất cả cộng đồng chứ. Và trong mấy ngày vừa qua đó, thì ở miền Nam của nước Mỹ, một số tiểu bang chúng ta đang bị bão cũng rất là nặng. Thì Loan với Lộc cũng xin chia sẻ đến tất cả mọi người, chúng ta đã bị dịch này đã mệt mỏi quá rồi mà còn bị bão lụt như vậy nữa. Gió xoáy nữa, lốc xoáy. Lốc xoáy thì thôi mình cố gắng ha quý vị ha. Mình cũng ở nhà thì cũng hy vọng là chúng ta cũng đã có thực phẩm để dự trữ sẵn rồi. Thì cố gắng để mà vượt qua những cái ngày khó khăn này. Tất cả chúng ta hãy cùng chia sẻ những cái sự không vui với nhau để mà mình giảm bớt đi cái lo âu nặng nề. À, quý vị có thể lên cùng nhau, mình nói chuyện nhau, mình tâm sự, mà chia sẻ bớt những cái nỗi buồn trong lòng. Nhiều khi bị nhốt trong nhà đi cũng buồn lắm, thì có những điều nó làm mình stress, mình ra mình chia sẻ với nhau thì sẽ cảm thấy sẽ đỡ hơn. Cũng như là Hồng Loan có nhận được một cái tin của một người ở trên YouTube đó là AVA Quỳnh. Thì bạn có nhắn nói với Hồng Loan biết là ở Mỹ là đỡ đó, còn ở bên Pháp đó, thì chúng ta chỉ được đi ra ngoài đường khi cần thiết và phải có giấy phép, chỉ đi được 1 tiếng đồng hồ thôi nha quý vị. Nếu mà vi phạm á, là bị phạt 200 euro, mà vi phạm 5 lần á, là sẽ bị ở tù 6 tháng. Và tuyệt đối từ 9 giờ tối cho đến 5 giờ sáng là không được đi ra ngoài luôn. Hay quá ha. Thì xã hội họ răng đe như vậy để cho mọi người sợ. Nhiều người ta không ý thức thì ta sợ để người ta ở nhà. Cũng như bên nước Nga thì nghe nói là họ thả khoảng 5 con hổ, 4 con cọp gì đó ra ngoài đường. Họ quay được, họ chụp hình được. Không biết thiệt hay giả. Nhưng mà nguy hiểm nha, coi chừng bị lột lông hết đó. Cái đó mà ở Việt Nam. Ta nói mấy con hổ đó mà thả ở Việt Nam là bị lấy da làm thảm. Rồi lấy thịt nhậu hết. Và sau đây xin mời quý vị cùng đi du lịch với anh chàng này. Thấy máy bay của ảnh không? Anh ngồi trên máy bay đó. Nhỏ là nhỏ. Đó, từ nhìn trong khoang máy nhìn ra. Rồi, cuối cùng là anh đang ngồi ở trong phòng giặt. Phòng giặt đồ. Mày giặt mới sấy mà cái cửa nằm phía trước á. Không giờ quay mình mới nhìn mình tưởng với bay thiệt á. Bây giờ anh để cái iPad ở trong cái hộp đó. Rồi cái đó. Để uống rượu. Uống rượu cho quá. Ồ, có passport thì đó. Dữ nha. Vui thiệt. Người này sáng tạo, thật là sáng tạo. Hay ha, dễ thương. Một hình ảnh của một cụ già sống có một mình thôi. Nhưng cái ngày birthday của bà đó là bà enjoy birthday có một mình. Mà nhìn thấy thương quá à quý vị ơi. Ở bên Mỹ đó, người già mà ở cô độc một mình nhiều lắm. Nhất là những người bản xứ. Tại vì cái cuộc sống của họ là như vậy. Họ không có thích sống gần gũi với nhau giống như là người châu Á mình. Chia sẻ với quý vị cái hình ảnh rất dễ thương của bà ha. Beautiful. I'll show you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday dear Norma. Happy birthday to me. Yay! Make a wish, make a wish.
All right. I made a special wish. Tốt nghiệp ha. Tốt nghiệp. Ừ. À, cũng có một chuyện nữa, cũng là sinh nhật. Thì sinh nhật thời Covid. À, anh chàng này anh là lấy cái bánh thổi bánh sinh nhật. Thì chuẩn bị thổi bánh sinh nhật á, mọi người hết hồn. Ok. Thổi bằng máy sấy tóc ha. Rồi. Rồi. Rồi xong. Mọi người thấy khỏe hả? Khỏe rồi. Ok. Anh xì. Chạy mất dép luôn. Ai mà có sinh nhật ở tháng này xin chúc mừng sinh nhật quý vị nha. Nhưng mà kệ nó, ở nhà chắc ăn, đừng có đi ra đường tổ chức sinh nhật. Thì đó, nguy hiểm. Hình ảnh rồi cứ nói rồi, đứa nào mà sinh nhật vô cái tháng thứ tư này là tự celebrate mình đi nha, không có ai mà tới mà mừng sinh nhật chung đâu. Không biết nữa, hy vọng là nó ngắn lại, đừng có dễ kéo dài quá. Tới mà tới tháng 12 của em rồi mà nó không mệt luôn. Trời, già rồi sinh nhật chị. Mua cho cái bánh, ok, mua cái bánh như này nhỏ nhỏ nè, gắn cái đèn cầy xong tự thổi tự ăn luôn nha. Trời ơi, ít nhất tôi cũng có gia linh thổi tôi. Đây là cái hình ảnh mà của một không đầy nhìn không biết trai hay gái nữa mà cũng thèm biển quá mà đi ra biển enjoy mà hơi bị cực nữa. Khổ quá. Phải che kính mít luôn vậy đó. Không có lòi chỗ nào á vậy. Cũng bày đặt cầm lon nước mà cái miệng đâu có chỗ đồ uống. Cái nói miệng không có cái chỗ uống á. Là có cái hình này. Đó. Cái khẩu trang có phần bơ tuyên kéo ra xét. Ăn xong hả? Kéo lại phụt. Rồi, hôm nay cũng lên nói chuyện và chia sẻ với quý vị một chút ha. Hôm qua có hứa là hôm nay dụ mẹ ra đó, nhưng mà mẹ nói đợi vài ngày đi để cái hoa mẹ mới ươm nó có cái nụ rồi nó nở cho đẹp. Nó nở đẹp rồi mẹ sẽ ra mẹ nói chuyện với lại quý vị ha. Thôi chào tạm biệt quý vị và cầu mong là con virus này nó sẽ biến đi thật nhanh và chúng ta sẽ mau sớm trở lại những ngày rất bình thường. Những ngày qua thì cũng có kết quả khả quan rồi và mong là mỗi ngày nó sẽ giảm nhiều hơn nữa. Rất là cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ những câu chuyện vui của Bảo Lộc và Hồng Loan. Hẹn gặp lại quý vị chương trình sau. Bye. Nhớ bấm nút like, subscribe, bye. Like, subscribe, bye.